Có vẻ là ghê. Sao không thấy anh em nói gì nhỉ? Em khen khen ngợi một câu gì đi chứ. Bịp em đúng không? Lời chưa nói. Yes. Yes. Vâng, chúng ta đến với trận đấu thứ ba với tỷ số đang là 2-0 dành cho Trần Văn Hùng. Ở trận đấu này thì tôi sẽ tiếp tục xem bàn thắng của Hà Thanh Long và xem cho Hà Thanh Long. Summer thì như Trần Văn Hùng. Như vậy trong trận đấu này thì quân của Hà Thanh Long là đẹp hơn rất nhiều rồi. Vâng, rất có thể sẽ là một chiến thắng cho Hà Thanh Long với quân lệch như vậy. Vâng, hai ông này thì trình không khác nhau là bao nhiêu cả. Vâng, chúng ta hãy cùng quay trở lại với mảnh máy của người cầm xe. Hai con voi. Vâng, có một bầy hiêu. Vâng, con voi đầu tiên cầu là khá tốt là những người thủ hành Thanh Long. Có con voi thứ hai nữa. Bài Summer, à thưa lỗi, bài Sing đang không quá đẹp. Đây là cánh rừng đầu. Vâng, chắc chắn sẽ một bài đánh chém thôi. Chắc chắn sẽ một bài đánh chém với một thế nhà trống như thế này. Vâng, đây là con voi thứ hai. Dừng đầu không đẹp. Ôi, ông đóng cái S hơi tù. Đẹp hơn một chút thì tươi. Bài không đẹp thì có người cầm xe. Hãy cùng xem Summer. 17 dân tới từ Summer, 11% chỉ số giò.
Vẫn quay trở lại với trận này. Kích đời rất chuẩn dành cho game thủ Hà Thành Long. Các bạn có thể thấy vâng môn trận đấu của Hà Thành Long ép đời cũng rất tốt. Đúng với tôi là kẽ đầu hơi xấu thôi. Vâng, ép đời chuẩn như này thì có lẽ là Summer hơi khó có cửa rồi. 14% tới được người cầm Summer đi ăn. Game thủ Trần Vân Hùng như vậy là có vẻ như là bài của Hùng có là một bài đẹp. Bài xe này thì là một bài chém thôi. Lực rất khỏe. Bài xe này cũng không tệ. Cũng rất ổn. Lực rất siêu khỏe trong trận này. Giò ra là giò công giáp. Vâng, ở trong trận này thì có giò công giáp thì mới có thể chơi được với Summer. BL BM thiết kế gấp rút cộng thêm một dân. Chuẩn rồi. Kích ở khoảng 10-10 trong trận này. Vâng, 10-17. Chuẩn rồi. Chậm khoảng 7-10 giây so với chuẩn. Nhưng mà Sumerian lên đời cũng khá sớm. Cách khoảng 20 giây. Vâng, cách khoảng 20 giây thì sẽ là vâng, khoảng 10 rưỡi là người cầm Summer. Thế cũng chưa biết như nào. Hùng vẫn đang đánh tỏ ra mình là người có kinh nghiệm. Vâng, dân Summer thì rất trâu. Tuy nhiên đây là con giò công giáp. Có lẽ là hơi khó dành cho game thủ Trần Văn Hùng. Anh sẽ mất 4 dân ngay khoảng gian đầu tiên. Đá lên đời xong. Tới từ game thủ Hà Thịnh Long. Nhưng cũng ăn được 4 dân của đối phương. Ví dụ ở trong trận đấu này thì sẽ khỏe lắm. Mất 4 dân thì lực cũng sẽ không mất và cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến lực quá nhiều. Đây là pha vầy e. Đấy xe đã có rồi. Vâng, một bài chạy dân tới được thủ Trần Văn Hùng đi xuống khu vực dưới này. Đã nhìn thấy. Không biết là Hà Thành Long nhìn thấy không, nhưng tôi đã nhìn thấy. Chuyển cung ra. Vâng, Hà Thành Long tạm dừng con điện thoại ạ. Trận này Hà Thành Long cửa thắng là cao. Nhưng mà nếu như không nhìn thấy đạo nông dân của Trần Văn Hùng chạy xuống dưới vâng mép tường ở phía dưới này thì cũng chưa biết như nào. Yes.
Vâng, chúng ta hãy cùng quay trở lại với trận đấu này. Sumerian của Trần Văn Hùng vẫn đang rất cố gắng và tầm này đúng là có phần đè lên. Ăn thêm một bãi quả. Đây là một bài bắt buộc vâng sen trong tay của game thủ Hải Long sẽ phải làm như vậy. Không khi mà mình nhào vâng quá sâu phải ăn hoang trong trận này. Tham Lai vẫn chỉ là 28 thôi. Và thấy thấy Trần Văn Hùng vẫn đang thi đấu rất tốt. Hai bảy tham. Vâng, nhưng Sumerian của Hùng vẫn như vậy lại đang đè lên. Có vẻ như là Hà Thanh Long không nhìn thấy cái tơn dân vừa rồi rồi. Tiếp tục quản dân là cực tốt của tới từ game thủ Trần Văn Hùng. Hay thế nhở. Hùng đang đánh cực hay ở trong trận đấu này khi đối cầm Sumerian và đối đầu với Sen. Và Tham Lai đang vượt lên vâng nhỉnh lên là rất nhiều. Bây giờ thì lực của game thủ Hà Thanh Long ở những khoảng thời gian đầu tiên khỏe bây giờ đã yếu lắm rồi khi mà liên tiếp bị mất dân. Và bây giờ thì lạc đà nó sẽ khắc chế những con hỗn mã là rất tốt. Vâng, cung giờ không có giáp và lạc đà đang thể hiện được sức mạnh của mình trước những con cung giờ không giáp là rất nhiều. Vâng, bây giờ thì nhưng mà bị phát hiện ra bãi gỗ. Tham Lai đang chỉ là 22 rồi, người cầm xin Tham Lai vẫn có thể đánh được rồi. Trần Văn Hùng, Trần Văn Hùng có lẽ là Tham Lai khoảng 20 hoặc 19 rồi đây. Phải nói là đánh cực kỳ trì. Phải nói là cực kỳ trì. Một trận đấu mà Hùng đang tỏ ra mình là người siêu vâng rất khỏe. Hay thật. Chia buồn với anh em ở Hà Tĩnh về thực ra Hùng. À, chia buồn với ai là bạn hay là cổ vũ Hà Thanh Long, bởi vì thực sự tôi đang cảm giác là Hùng quá khỏe so với quy định. Giống như là đây là thanh niên đi Hà Tĩnh, chúc mừng em. Một con người đánh cực kỳ kinh nghiệm. Ngày hôm nay thì Phang lô 7227 mọi người nhá. 7227 mọi người nhá. Và tóm lại là Hùng ở Đà Nẵng hay là ở Hà Tĩnh vậy. Hôm nay phang lô bao nhiêu? Chào anh Nguyễn nhá. Phán con lô đi Kami. Hôm nay sẽ là 2772 nhá. Vâng, theo thông tin báo về là Hà Thanh Hùng Trần Văn Hùng là ở Hà Tĩnh, sao lại có người là nói là ở vâng, có người lại có người nói ở Đà Nẵng thì không biết ở đâu. Thế này tôi cũng nghe một người nói rồi, tôi cũng không nắm rõ lắm thông tin info của game thủ. Vâng, info của game thủ thì cần phải ở chế độ bảo mật, tránh trường hợp nếu như có bạn gái nào hâm mộ quá lại làm phiền thì đến các game thủ thì không được. Đó là lý do tại sao mà vâng em cũng không hay kiểm tra xem lắm là các game thủ ở đâu. Ăn hoang tới được game thủ Trần Văn Hùng 30 rồi. Tham Lai vẫn đang đề 64. Phải nói rằng đây là một trận đấu đánh rất hay của game thủ Trần Văn Hùng. Và nếu như mà đây không phải là xe, tôi nghĩ rằng tỷ số sẽ là nhiều khả năng sẽ là 3-0 với một màn thể hiện như vậy. Nhưng rất tiếc rằng xe và Sumer thì cái khả năng và cái sự khác biệt nó vẫn là rất lớn. Bây giờ thì Sen đã hồi trở lại rồi. Khó có cửa thì Sumerian của game thủ Trần Văn Hùng nữa. Nhưng Hùng đánh rất tốt. Thế này tôi không hiểu sao không đi dò xuống dưới ngay. Nhìn thấy BG đấy chắc chắn là ông gian đấy thôi. À, như vậy là cũng không có.
Như vậy đây là bãi ăn hoang của game thủ Trần Văn Hùng. Vâng, và Hùng gõ một rồi. Vâng, một chiến thắng dành cho Hà Thịnh Long cũng rất vất vả. Đấy, tôi biết ngay mà. Kiểu gì cũng sẽ có một đạo nông dân ở dưới này. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những phút để đến với trận 4. 2-1. Chính xác 1-2 dành cho game thủ Hà Thanh Long. Và trận đấu thứ tư sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Trận 4 cơ.